cả vỏ đúng không? Cả vỏ ăn được. Cả vỏ luôn đi. Rồi. Ngọt lắm. Anh em nha, ngọt đúng không? Ngọt. Cam thì anh biết vâng, thử à. Ngọt. Em cảm ơn anh chị Sapa TV này, anh chị Phạm Dũng. Thì mọi người đã quan tâm ảnh Mỹ Pơ, đã gửi những món quà vô cùng là quý giá đối với Pơ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Hôm nay thì mình lại bắt đầu chuyến hành trình đưa anh em Tây Nguyên như là cao nguyên đá cũng như là anh Ngọc bản sắc dân tộc, anh già làng là đi xuống thăm nhà anh Mỹ các bạn ạ. Nhưng mà trước khi đi thì phải nạp năng lượng đã. Hôm nay thì mình đang có mặt tại quán phở bò Minh Tuyến các bạn anh em nhá. Địa chỉ ở đây thì sẽ là ngay ngã tư đèn xe đèn đỏ gần bến xe. Thì hôm nay là anh già làng là mấy hôm vừa rồi là cũng vào trong bản uống rượu nhiều nhưng mà tay vẫn cầm lọ ớt quá ạ. Thì hôm nay anh em mình dẫn anh em đi ăn tí phở Bát Đá. Bây giờ anh em mình vào thôi. Em thì em máu đời đồ hết rồi. Anh là nghiện ăn ớt này là đi đâu không phải có mang hũ okay, ớt này. Ok. Đây. Đây các bạn này. Đây. Bát Đá là sôi luôn đấy các bạn này. Đây anh em mình gọi Bát Đá là sôi luôn đúng không? Anh em mình gọi chung một loại gọi là tái gầu thôi. Cho nóng hả? Cho nóng hả? Gầu với bắp các bạn ạ. Rồi, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Đây. Có từ Bát Đá đang sôi sôi kia nhỉ? Đây đang sôi này anh ơi. Đây, bát em đang sôi này. Này nếu mà đang sôi tranh thủ đập trứng luôn anh nhá. Lao lại đập trứng các bạn không là tí rồi đấy. À, đập trứng trước ạ. Ờ, đây. Muốn ăn thái cho mình đập đấy. Đúng rồi. Đập trứng các bạn xong rồi. Bắt đầu là à cháu chào chú nhá. Tiếp bữa à? Dạ. Bữa sáng không chưa? Ăn rồi. Đây sau đấy là bỏ đồ vào. Vâng anh già làng anh mới cưỡi voi cho Tây Nguyên ra. Chứ vào rồi thôi. Đây có anh Tây Nguyên thôi, cháu đây hay Hà Giang. Anh em ngồi đây. Đâu còn bát mới đó của anh già làng. Từ từ nó đang sôi, đang chờ nó sôi. Đây là một con bò bát bát đá của mình bạn nhá. Ở đây thì có dê, bò, ngựa, các thứ nhưng mà đây là có lõi này, đây là gầu. Anh em mình gọi chung thế. Một bát này có giá 60.000 các bạn. Không, nó về. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ nhá. Cái món này thì có giá bình quân là 60.000 một bát anh em ạ. Đây là cũng gọi là hơi tranh xả Lai Châu mình ấy. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đây, bát này sôi rồi. Đấy. Đây, bát của anh già làng đang u u u. Mục này. Đó, là như thế đấy. Phở Bát Đá nha mọi người nha. Ôi mời các anh các chị nhá. Bát này chắc. Đấy anh bảo không sôi bây giờ sôi bùng bùng cái gì nữa. Bỏ gầu vô trước cho nó chín nha cả nhà. Xong rồi bỏ thêm một ít giá này. Bỏ thêm một ít cái gì đây phở này. Rồi thế thôi. Ăn độc gầu không à? Gầu thôi, gầu không. Ê, thôi. Cái này nữa. Đúng rồi mở nắp ra ăn đi. Đấy. Ôi. Gầu hết cho vào đi. Rồi. Bớt ra cho anh bớt đào. Anh thiếu một món mà anh vừa thích ấy. Em món thiệt quá. Nhiều ít anh. Cái đấy, cái đấy được. Cứ đây à? Từ từ, bỏ vô miệng luôn. Vô miệng này á? Ừ, bỏ vô miệng này luôn. Nó sợ nó mặn lắm. Thôi. Từ từ, để cái đấy. À, giờ làm muốn ăn ớt rồi ạ. Gà nó chấm cay trước. Cả tuần này chưa được đỏ nào rồi. Bón luôn, mới tinh cổm. Ôi luôn. Đã quá nhỉ. Em anh nhận em lại. Đây, bát của anh Ngọc bây giờ sôi. Đây, bát của anh Ngọc đây. Đấy. Bát mình cái hình đấy thôi. Không. Hai thằng em. Bát đá là nó có sôi như này phải bát đá đúng không? Đúng rồi. Hai bát của anh em mình ra sớm. Đá không anh? Sớm lắm. Một chút kiểu lần đầu ấy. Ngon. Ngon. Đầu trong đời. Có cay không anh? Không. Đá mồm nha. Ba quả ớt trùng đoàn này không thấm gì rồi. Quán phở ở đây là cũng gọi là top ngon của Lai Châu đấy anh. Hai cơ sở. Đà Nẵng chưa đập trứng à? À chưa. Đấy, trứng nó phải lọc đào đây này. Rất vừa đó nhỉ. Đấy, ra giảm thôi. Chấm hết luôn, vậy luôn. Quá nhờ. Nó không cay mà nó nhiều mắm nên mặn. Cay không cay. Ăn ngoan đi. Rồi. Anh à. Ơi, giờ làng chia cho tí lộc sáng à. Cái sợi phở này anh biết không?
là của bà con ở săn hàng hôm nọ mình đi chợ ở đêm ấy. Ở địa phương ấy. Hôm nay ăn một cái này thơm lắm. Bát đá là đây là con bố gầu này. Và thịt này. Đây là bắp đúng không? Bắp bò đúng không? Đấy thì mọi người thả là cái phần bắp trước đúng không? Còn cái thật tái là sao? Mình là lần đầu tiên được ăn món phở bát đá này thôi cho nên là còn hơi bướng một chút. Đây là lần đầu mà anh vậy nhờ. Đúng rồi. Nó cái gầu giòn đúng không anh nhỉ? Trong hoàn ngon. Phở này, thấy là mọi người, bà con ở đây tráng rất là mềm. Phở dân gắp tay ở chỗ gian hàng nha anh. Cứ chắn tay luôn đúng không? Đúng rồi. Anh đang thèm bớt này, cái đứa nào bó nhà một con thuyền nữa không? Còn là trứng này là đập xuống kiểu dạng như là trần luôn đúng không? Đấy. Anh giờ làng lại thèm ăn ớt rồi không ạ? Dạ. Con thuyền là bao nhiêu quả anh à? Ô tầm này là hết tôi rồi ạ. À? Mình đóng rồi đó. Mình đập trứng là hết rồi. Đây anh ạ. Từ từ. Việt Nam thì có người như bác ấy là anh dùng đi, anh dùng đi. Anh dùng đi. Anh nào chả ăn mà. Dùng đi. Anh bảo anh ăn mà. Để từ từ, để đúng rồi. Kinh khủng nhỉ? Giờ làng ăn ớt. Nè, tao đã gửi cho các bạn giờ này nhá. Tao đã làm ăn đi, thử đi, nó không cay đâu hả? Thôi đấy. Mùi vẫn cay á. Thử đi, nó không cay đâu. Nó không cay là cay luôn. Cái miếng cầu nó rất giòn anh em ạ. Ăn là cá thì mà, nó sao đâu mà. Ở bên chỗ anh Ngọc là có bát đá. Ở gần gần khu nhà anh không có đâu. Nhưng mà gần gần đấy thì anh... Hà Nội có nhiều lắm. Cái thằng đi đường nhìn thấy nhưng mà chưa có cơ hội được ăn như này. Trong có chung có bát đá không anh? Có. Với mình phải ăn quả trứng trần như này mới ngon người ạ. À. Ôi ôi. Đã thật. Thôi chào bác mình học ăn ớt này. Quá. Làm miếng ớt già làng nữa, nó phải đá. Cày thế anh. Ớt nữa già làng á mọi người nha. Ớt của già làng Tây Nguyên, mang Tây Nguyên ra đấy. Vậy ớt cũng được mạnh danh là cay nhất ở trong Tây Nguyên đúng không? Cắn một nửa nhá. Đây rồi. Mang mà. Quả này làm anh nấc ở nhà đấy. Quả này là quả nấc đấy đúng không? Ăn nhà anh đúng không? Dạ. Hôm nay thì mình nhận nhiệm vụ cao cả là đưa anh em đi vào Ái Mỹ bơ ạ. Anh ăn nó chắc dạ thì nhau đùi. Tâm nấc rồi. Ngon quá. Nhưng mà cay. Bốn quả không cay mà. Hôm qua anh già làng hứa với mình là hôm nay là nhất định sẽ xuống lán nhà Ái Mỹ bơi để bắt cá suối các bạn ạ. Mình bên này có bắt được con cá nào không? Qua thì bắt được con 45 cân rồi. Già làng có kinh nghiệm tập huấn bắt cá còn gì nữa. Nhưng mà cá hai chân là nó cá biết nói là bắt dễ hơn rồi anh nhỉ. Ngon nhưng mà cay quả ớt nấc. Hai chân nó không dãy. Nhưng mà phải nói là có ớt cay cay te te ngon ăn ngon. Ngon hơn là bình thường. Ấm trời anh. Tiết ở Lai Châu đấy này. À. Ăn ớt từ bà làng quá hợp lý anh. Trứng của mình đâu rồi các bạn ạ? Trứng của mình chắc là mình cho vào đây hết rồi. Anh em ạ, hôm nay đi lên thăm nhà Pơ cũng như Ái Mí thì lại bắt gặp được em Yến các bạn nhá. Mấy người cứ hỏi là em Yến được vừa rồi đi đâu thì xin phép là em Yến được vừa rồi là cũng gọi là đi tu luyện, đi du học các bạn ạ. Đi để gọi là đi học một khóa quay phim đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Để về cùng chị em gọi là đi khám phá Tây Bắc hoặc là có những thiết bị hoặc là đi làm phim nó chuyên nghiệp hơn các thứ. Đấy thì hôm nay có những thước phim hay này. Đó. Và những hình ảnh đẹp đúng không? Đúng rồi. Thế là chuyến này là Yến là cũng có trọng trách rất là lớn trong tem đấy. Dạ. Thì hôm nay là cũng cùng anh em mình đi vào trong lán nhà anh Mỹ. Thế em vào lán nhà anh Mỹ chưa nhỉ? Dạ em vào đấy được 2 lần rồi. À thế thì hôm nay tí là em làm tour vui dẫn mọi người đi nhá. Dạ. Đây các bạn hỏi em Yến đâu thì em Yến đây các bạn nhá. Bây giờ mời mọi người đi cùng mình và anh về đẹp Lai Châu đi vào nhà đây. Lán nhà chị Pơ Ái Mí nhá. Rồi còn anh em kia thì đang anh em chỗ bác già làng thì đang xếp đồ các bạn nhá. Còn giờ thì đi theo mình thôi. Đây là cung đường đi vào trong nhà Ái Mí đây các bạn này. Hôm nay thì mình đưa anh em đi vào thăm lán Ái Mí các bạn nhá. Nhưng mà chỗ này thì là một con suối rất là to. Đây anh em. Thì từ ngoài đường cái đi vào trong lán là cũng phải tầm 2 cây số các bạn ạ. Anh em mình đi bộ. Đây là chỗ nhà ở của bên thủy điện đấy các bạn. Ở nguồn nước ở đây thì cũng lạnh nên là nhà Ái Mí là cũng nuôi cá tầm cá hồi các bạn ạ.
bạn để đi vào trong nhà anh Mỹ là phải đi qua cây cầu này các bạn ạ. Cảm xúc của anh già làng bây giờ thì không biết là như thế nào nhỉ? Ôi, rất là bình thường. Bởi vì mình đi rất là nhiều rồi. Anh cũng quen ở trong đấy rồi đúng không? Đang là vượt sông anh ạ. À. Vượt sông vượt suối đây. Sông suối đèo núi rừng rú này nọ không sợ. Tí là còn một quả dốc nữa. Nói chung là với các bác đi rừng thì là quen, nhưng mà với những người béo như mình thì nó hơi vất vả một chút. Anh Mỹ thì chắc là cũng đang xuống rồi. Nhưng mà suối khu này cũng đẹp đúng không anh Ngọc? Suối ở đây rất là trong luôn. Ở đây cơ bản là nhìn cái lực nước nó chảy tiết mạnh, đâm ra là gần như là bùn không có. Cái chỗ này mà tắm thì cũng gọi là chill lắm đây. Nhìn thế thôi nhưng mà sâu phết đấy. Sâu. Anh em ạ, vừa rồi thì mấy anh em vào trước. Bây giờ thì mình với anh Ngọc là vừa đi mua bia về. Vừa phát tí. Vừa xong thì đánh rơi xuống dưới kia là bây giờ bục là. Đây thì anh giả lạ như là Pơ đang nướng gà. Chào Pơ nhá. Bố ơi. Đây là giới thiệu bạn, đây là bố của Bơ và anh Mí các bạn nhá. Bố này chanh rừng luôn này. Chanh rừng luôn là chú. Đây, cái tủ lạnh mini của anh em mình hay dùng đây. Đấy. Mình thì mình vào đây một lần rồi. Nên là mình cũng mạn phép anh Ngọc là em cũng biết chỗ để tủ lạnh ở đâu rồi. Nên là chanh này thơm luôn đấy. Hôm nay là bọn con đến đột xuất bố ạ. Anh cài vào cổ áo bố của em thôi. Dạ. Số trước. Cơ bản là mấy hôm nay em mới đi Tết của bọn con thì cũng mệt, xong rồi điện thoại cũng là cũng phải tải video rồi bố. Vâng. Đây bố đang bổ chanh rừng. Ở trên này đấy đi có thật nhờ. Nhưng mà trên anh... này thì trên này nó chín nó không không dùng đâu. Vâng. Không dùng luôn à? Không dùng đâu, để đến đến Tết, đến Tết cũng không dùng. Ờ. Mai các quả, cái cây nó có nhiều quả không ạ? Nhiều quả lắm. Nhà mình như là còn trồng quả chanh leo nữa mà đúng không chú ạ? Chanh leo mà, chanh leo trồng nhiều. Nhưng mà cái quả này đặc biệt là chanh từng chứ không phải chanh nhà đâu. Không, chanh là mình, chanh là mông mình. À, không phải, không phải là từng đúng không? Không phải là cái chanh nhỏ nhỏ kia đâu. Nhưng mà chanh này là chanh là chanh cổ hồi xưa đấy. Chanh ngày xưa chanh của bà con người Mông mình nhưng mà trồng ở trên từng đúng không? Đúng rồi. Cái này trồng ở những cái không khí ở rừng thì nó mới nó mới to mà nó mới ngon. Ngon mà thơm. Thơm nó nhiều nước lắm. Chua thì nó ra chua thật. Đúng chua nước mọi người ạ. Không đáng thế nào đâu. Cái này chỉ có chua thôi. Đây nghe là hôm nay bố ơi, hôm nay con mua cả bia cả bố hút vào nhá. Vâng, cảm ơn. Nhưng mà bố ạ, Mí ở nhà là tình hình là chiều bố phải bảo em ấy đi khám đi. Không. Tôi bảo rồi nhưng mà nó có chịu đi đâu, tôi bảo là. Hôm qua hôm xưa con điện xong rồi, lúc nãy chạy qua còn không vào. Bảo là đi tháng đi ấy đi. Vâng ạ, anh ấy bị zona nên là không đi ra đây cùng anh em mình được. Nhưng mà vừa xong vào thăm thì có xấu hổ quá. là em đang xấu quá mọi người đừng quay, nên là không mình không quay. Chiều nay nhất quyết là phải đưa bảo anh Ngọc như mọi người là đưa em ra viện khám em nào. Mày phải áp tải ra bệnh viện phải áp tải ra không cứ kiểu thế. Anh ấy kiểu là nó thế này, cứ tính nó thế thì đưa ra khám mới được chú ạ, đưa khám cho bác sĩ người ta. Tôi bảo là đi, bố đưa đi khám thì đi ấy đi chữa bệnh đi. Thế là bố là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 54 tuổi rồi. 54 tuổi rồi. Trẻ như thanh niên nhỉ? Trẻ gì? Ở bên kia thì Bơ với anh già làng nướng gà các bạn nhé. Con gà đấy đã được chưa? Cặp đôi tay hai tay ơi. 10 phút nữa. Nhưng mà già làng cái này. Đây ra làng với đây. Nhưng mà nhà mình là cá là nuôi nhiều không bố? Nuôi tầm 6-7 nghìn. Chính xác là nuôi 7 nghìn. 7 nghìn. 7 nghìn con. Thế là các bạn, thế là Tết này được thu hoạch chưa nhỉ? Tết chưa. Thì này sang năm thì nó sang năm tuần thì, tuần giờ này là nó mới được. Sang năm mới các bạn, nếu mà muốn ăn cá tầm cá hồi thì nhớ ủng hộ chị em nhà Bơ. Vâng, sang năm thì ai thích ăn hay là ai thích mua hay là như nào thì sẽ liên hệ. Anh em chúng tôi là chuẩn bị lên mâm các bạn ạ. Đấy. Ủa cái mẹ này bố bày đẹp thế. Ê bố có mượn anh mẹ thế nào? Để có khoe khán giả nào. Hai bố con mình làm kiểu ảnh nhá. Bố con mình nhớ kia nhá. Hai bố. Hai ba. Đây các bạn này, đây cái mẹ của bố con tôi rau củ quả này. Đấy. Ôi, cái này để ra một tí nữa cho lạnh không nhỉ? Lạnh lắm, tắm này chú rửa ao ghé mẹ lạnh bút lắm.
chân sắt xương như kia là. Cái này thì bố cũng giữ sức khỏe quá, thời tiết thay đổi các thứ như này. Lạnh lạnh. Xong rồi hôm nay lên Lai Châu chơi thì bà con chơi nhá. Vâng. Không lo các bạn khán giả con cứ hỏi nhà cháu ở đâu nhỉ? Nhà cháu ở ngay bến xe. Bến xe à? Dạ, được rồi. Dạ. Nó đi liên hệ thì sẽ vào nhà. À nhưng mà hôm vừa rồi đi Hà Nội nhá. Nên đi Hà Nội hôm nay khán giả con theo dõi đang bảo là bố với mẹ Ái Mí đi hơi ít ngày. Đi 4 ngày đấy, 3 ngày, 4 ngày. Nhưng mà khán giả là muốn là bơ đi khác Hà Nội rồi, đi khác thành phố Hà Nội rồi. Thế thì toàn là Phương đưa đi thôi. À thế thì hôm nào kiểu như là mình đi khắp Hà Nội rồi. Phương thì nó sống quen ở Hà Nội rồi. Thế thì hôm nào con mời bố về quê con nhá. Quê ở đâu? Con Thái Bình. À Thái Bình thì qua Hà Nội. Thế bố đi Thái Bình chưa? Tôi đi hồi xưa tôi đi ở xuống Nam Định thôi. À Nam Định thì quê vợ hay con? Nam Định à. Mình đi vào các huyện Giao Thủy hay là các huyện Sơn Thủy, Giao Thủy đấy. Giao Thủy, Xuân Trường. Giao Thủy, đúng rồi. À thế thì cùng quê đi, vợ mình luôn. Đi là khoảng 20-30 năm rồi. À thế mà thì bố xưa xuống thì bố. Mình là người Thiêu Đạo thì mình xuống đấy dự lễ cánh thành nhà thờ. À đấy, à. Nhà thờ to. À thế thì hôm nào Noel là con lên nhà bố nhá. Hôm nào Noel thì lên. Dạ vâng. Đấy anh em ạ, đấy. Mình bố ở bên kia là nhóm ở bên 46 cũng nói chung là cũng mời các anh em đến mà. À. Noel thì cả thế là... À xong rồi nhà là xong rồi bố. Từ hôm đấy rồi. Xong rồi. À thì nhưng mà hôm nào thì chắc là phải làm tôi ra bữa. Làm một tí lễ thôi, không làm to. Một tí lễ. Anh em để... ơi, bố bảo là hôm nào là nhà mới là làm tí lễ. xong rồi là hôm nào là Noel là mời các bạn của bơ như là anh em là lên nhà ăn mừng nhá. À. Noel thì hôm nào Noel thì lên. Đây các bạn, đây là bơ. À, cái gì đấy? Ôi, tay đang ướt tí nữa. Bơ người thôi. Đây. Này chắc cũng gần được chứ đúng không? Đấy. Và nói chung là anh em mình thì nước chứng các bạn ở các tỉnh khác đến thì cũng gọi là cùng nhau gọi là giúp nhau đón tiếp. Và anh em ở trên này hôm vừa rồi khán giả bảo anh là hôm nào phải bơ. Hôm nọ khán giả của anh là hôm nào phải cho anh em vào thăm nhà Huỳnh một tí. Chứ chẳng thấy Huỳnh giới thiệu nhà này cả. Thế các bạn yên tâm nhá. Hôm nào mình sẽ giới thiệu nhà mình cho các bạn. Xin chào em. Đây là món cá nướng, bố em đã nướng xong anh ạ. Cá hồi các bạn ạ. Vừa xong anh cũng giới thiệu là nếu mà từ sang năm nếu mà khán giả mà muốn ăn cá hồi các tầm nhà bơ thì có thể ăn cơm bơ rồi. Số điện thoại bao nhiêu nhỉ? 0338368799 này nhỉ? À, còn bây giờ muốn mua chẩm chéo thì số nào nhỉ? À, nếu mua chẩm chéo thì mọi người liên hệ qua hotline là 0923456766 nha. À, đây còn bây giờ là con gà này chắc cũng gần được cho em. Bố. Bố ơi, con gà này sắp được chưa? Đây. Chiều nay thì có một quả kèo kinh điển giữa bơ và anh già làng các bạn ạ. Là một giữa... kiếp bò húc. Có nghĩa là giữa dòng nước lạnh như thế này thì là... là có thì hay là đó kiểu hay lóc từ hôm nay một kiện luôn nha anh nhá. À, một kiện là một thùng á? À đúng rồi, lấy một kiện đi để mình đi. Có nghĩa là mày chơi một thùng luôn. Vâng. Một thùng bò húc. Đây là ai mắc bò húc? Là ai cá thì sẽ tham gia vào đấy. Giá như nếu anh thắng anh ăn tất, còn bọn em thắng anh thua thì anh phải đền cho em. Nhưng mà nước này là rất là lạnh luôn. À... 30 phút không? Bố bỏ bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? 30 phút. 30 phút. Bố bỏ 30 phút thì được 20 phút thôi. À. Thế thì sao mà được bỏ được anh ơi. Thì phải vượt qua giới hạn chứ đúng không em? Đấy nhưng mà đấy cũng được. À. Phút vẫn được mà. 20 phút được. Thế như bố là bố chịu được khoảng bao nhiêu phút? Tôi thì không chịu được đó. 15 phút là chạy. À, như bố là còn được 15 phút thì anh già làng phải gấp đôi chứ. Anh già làng phải 1 tiếng. Anh phải 1 tiếng. Em muốn chia rồi à? Giống như trên này 1 lít nước tỉnh. Bố em còn được 15 phút mà anh không được 1 tiếng thì sao được. Nói chung là hôm nay thì cũng cảm ơn bơ cũng như là bố. Chưa lành lắm đâu. Hôm nay đã giúp anh chuẩn bị các ghế lọ cùng anh để đón anh em trong đây. Thì, sáng ngày trên đấy là anh em đi ăn phở bát đá rồi ạ. Nhưng mà em thì lại thiệt thòi hơn tí thì là thôi lần sau bù nhá. Vâng. Phở bát đá hôm nay ăn nào anh già làng? Ngon. Được. Nhưng mà anh già làng ăn một bát phở hôm nay tối khoảng tầm 30 quả ớt. Qua là trên thành phố ạ? Vâng, bọn cháu đi một ngày sau là nghỉ thành phố ạ. Thì thả chủ tình vâng, đi vào trong đấy đi Tết vui.
anh ra làng đi hôm đấy ngồi xe có 12 tiếng mới đến nơi mà thầy. Ra làng là lâu nhất là. Vâng. Anh ra làng về mất hai cái má phanh à? Trước đi cùng với Đu Siêu đây. Anh. Thế là đi mừng tè về thiệt hại mất cái má phanh à? Hai cái. Nhưng mà phải nói là yêu Lai Châu thì mới đến được đấy. Nơi xa nhất của Lai Châu mà cũng dành tình cảm cho Lai Châu. Bố em đi chợ gặp anh đấy. Thế là bố em đi chợ gặp anh đấy. Thế là thầy đi chợ sang tháng gặp được rồi. Thế sao bố không bảo con? Đấy thì còn chưa biết mình cần xem là trên TV thôi. Thế sao bố bắt luôn về? Thế sao bố không bảo con? Hôm đấy là tôi ở có phải là nơi bố đi chợ đúng không? À đâu, đi ngày hội văn hóa. Đúng rồi. Không đi không. Hôm nay hai vợ chồng mới đi. Đi khám bệnh ấy. Hôm nay hai vợ chồng mới đi chợ thôi. À đi chợ thôi, vì lấy bố ra viện đúng mà. Đúng rồi. Đấy như là anh già làng là cũng gặp bố bố và anh đấy. Thấy là nó không biết anh mà bố không phải quen mà. Hôm nào vào trong đấy mà có cân thịt thì ngon thì mời bác rơi nhá. Thế bố không gọi con nhờ. Bạn bây giờ là hai thầy trò mình chuẩn bị chặt gà các bạn ạ. Chỗ này là cố tính là đất nhà mình không thầy hay là suối? Ở đây là suối thôi. À. Đất nhà mình bên bờ kia thôi. Bên mình bên kia. Đấy. Bác ơi mang gà đây ấy. À đâu rồi? Cứ đi tìm gà nhưng mà Phúc Yên cầm gà các bạn ạ. Đấy, cái món này là phải để thầy làm. Đấy. Mát chín rồi cái này. Con này hôm nay là ngon như thế nhỉ? Vâng. Nhưng mà có một con thì ngại nướng quá, đi luộc. Tôi luộc được rồi, cũng nhanh. Ăn như ăn hoa tối con lại về nhà thầy ăn tiếp. Thế các bạn. Ui, chín vừa chín tái hồng thơm phức. Bây giờ là bố là cứ ở trên lá này chứ? Trên lá này thôi. À tối là muốn trông luôn thôi à? Không ai trông lá thì bố con trai lại đi là mình mua thảo quả hết. Thảo quả là mình trông có nhiều không ạ? Nhiều lắm, à. Năm nay mình mua không được. Thở nước mũi rồi ạ. Này là gấp với chồng chéo của ái mí vơ rồi bạn này. À hôm nọ con xem bố làm thịt trâu đó. Đã bán gần hết rồi. Các bạn ạ, trưa ngày hôm nay thì đến nhà bơ thì vẫn là những cái món gọi là đặc sản các bạn ạ. Đây thì có gà nhà em bơ rồi. Ở đây thì có cá hồi nhà này, rồi là xúc xích này, rồi là hoa quả các bạn nhá. Đặc biệt là một em gà này tí là sẽ xé để ăn. Nhưng mà đây. Để mà ăn gà thì không thể thiếu chẩm chéo. Hôm nay là em phải làm cho anh miếng chẩm chéo nhà em mới được. Quả này là quả chanh rừng lúc nãy bố bảo đúng không? Vâng. Đây là chẩm chéo của bơ các bạn nhá. Đây là quả chanh rừng này là bố em hái trên rừng đấy. Như quả cam nhỉ? Ngon lắm. Ngon mà. Này anh. Đưa anh thử miếng. Đây. Anh phải chống ngập vào nhá. Ơi mời anh em nhá. Nói chung là đi rừng thì có cái gì ăn cái đấy các bạn ạ. Ăn được cả vỏ đúng không? Cả vỏ ăn được. Cả vỏ ăn luôn đi. Được rồi. Ngọt lắm. Đấy, anh em nhá, ngọt đúng không? Ngọt. Như cam thì anh biết vâng, thử à. Vâng, ngọt. Anh thử này. Bỏ. Thử có đúng ngọt như vừa quảng cáo không nhỉ? Ngọt thôi nhỉ. Ngọt mà. Ngọt. Ngọt lịn luôn. Ngọt lịn luôn nhỉ. Mời cả nhà nhá. Đấy, anh em mặt không cảm xúc, đúng là ngọt đúng không? Ngon mà. Ngon mà nhảy nhỉ. Ngọt. Hôm nay đúng là được thử quả chanh rừng đúng là ngọt thật. Thì hôm nay cũng là có dịp bác già làng đến rồi à. Thị hay đi đâu nhỉ? Đây là ngồi sau. Cũng như là đẹp Châu. Các nguyên đá đến với anh Ngọc bản dân tộc thì hôm nay Lai Châu có thế nào thì các anh em ăn vậy nhá. Ăn ngọt. Quá ngọt. Thì các bạn xem video ở trên các kênh anh già làng với bếp trên bảng các bạn ạ.
Thì hôm nay có một món quà đặc biệt, nhưng mà cái này thôi các bạn nên biết cho bạn xem. Một món quà siêu to khổng lồ luôn, tí các bạn cứ xem, mình cứ bên sân bản bạn nhá. Và đặc biệt là có một quả kèo là tắm, ngâm nước, một kiện một húc. Đúng rồi, một tiếng nhá. 30 phút là một kiện một húc. Một tiếng rồi. Nó 20 phút mà. Không, em nói 30 phút. Đây em lại lâu lên. Bây giờ 15 phút rồi, anh này mà 15 phút nữa thì thôi à, thua à? 10 thôi, được rồi. 30 phút là một thùng một húc bạn nhá, dành riêng cho anh Giờ Làng Trước Lúc tạm biệt Lai Châu. Và ở trung đoàn nữa. Đó, thì anh em nhớ tí nữa xem cái kèo này tôi chơi với anh Già Làng. Thật ra anh Già Làng có món riêng con ạ, ra phụ bố. Nhưng mà nói chung là cũng cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn khán giả các kênh, cũng như là cảm ơn tình cảm của anh em đã đến với Lai Châu. Nếu mà đến với Lai Châu thì các bạn có thể liên hệ mình qua fanpage Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu, qua nhóm group review Lai Châu Tân Tật, hoặc là qua iPer các bạn nhá. Bơ. Nếu như khán giả đến Lai Châu thì cũng có thể liên hệ qua Bơ, đặc biệt là khi mà ghé qua thăm khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây ấy, thì là nhà Bơ là có một cái quán ở trên đấy, là địa chỉ ở đâu nhỉ? Tên là gì nhỉ? Vàng Kỷ Quán nha cả nhà ơi. Vàng Kỷ Quán gọi là. Số. Mọi người muốn mua gì ở trên Vàng Kỷ Quán có thể liên hệ qua hotline là 0338 0338-368-799 nha. Mà đặc biệt các bạn nhá, quán nhà Bơ ấy là cho thuê áo khoác rẻ nhất của cái khu ấy luôn, có 30.000 đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, mà còn được uống nước trà các thứ này nọ miễn phí luôn, không phải ngại đâu, nên anh cứ vào thôi. Mà đồ thì đẹp. Không đâu, anh vào rồi, nhưng mà đấy em lại ở nhà, đâu em lại đi vắng không ở đấy. Thì đang đợi anh em chế nốt món kia xong em mình lại chiến đấu ở bên phim trường của Bơ Ai Mí. Nhưng mà tóm lại là hôm nay không có Ai Mí đi vẫn buồn. Và là cũng thương cô em gái thật nên chiều nay là cũng phải cho em đi lên viện để khám đưa xem như nào. Chứ ở nhà như này thì không ổn thế nào luôn. Bơ mấy hôm vừa rồi đi làm việc một mình là cũng vất vả, cũng áp lực, nên là cũng phải chia sẻ với bạn như thế. Đi xa nhưng mà tâm hồn thì cũng vào lúc nào cũng quan tâm đến Ai Mí thôi. Nhà mỗi đứa em nhỉ. Nhưng mà nhờ có các anh của mình là mọi chuyến đi là đều thuận lợi cả nhà. Đấy thì các bạn có xem video anh em tới chạy xe mười mấy tiếng đồng hồ mới được quay clip cho bạn. Xong rồi cảnh đẹp như này thì đâu cũng phải là dễ đâu. Cái này có ngọt không này? Cái này là ngọt. Thì giờ anh em chuẩn bị bấm mâm rồi. Thì mời các bạn nhá. Có gì đến Lai Châu thì các bạn nhớ liên hệ qua mình hoặc là qua Phương. Chào Tuấn Huỳnh nhá. Chào bác Trầm Chéo nhá. Vâng, đây anh. Bác Trầm Chéo bên trên bản đấy nhá. Đây anh. Vừa thi được bố miếng cá hồi. Đây bên đấy là bác Già Làng cũng có món riêng anh. Trầm Chéo này thiếu mũi mùi tàn nhưng mà may có được Trầm Chéo bên trên bản. Mời mọi người nhá. Ngậy lắm. Thế là vừa xong là mấy anh em đi bắt cho, cá à? Cho chanh vào đi anh. Mời anh luôn miếng chanh của cam ấy. Hả? Phải nói ăn ngậy hả? Cá này là cá mát luôn đúng không anh? Anh vừa bắt trên kia đúng không? Bắt ở trên đấy kìa. Thế là anh em nhớ sang năm là cũng ủng hộ luôn cả chị em Ái Mí với Phương là Baber là cá hồi nhá. Ăn cam à? Ngọt ngọt này không? Cam à? Cam ngọt đấy anh. Đây là cam rừng à? Vâng. Quả cam trồng. Cam nhà tự trồng. Trồng ở trên rừng này. Cam nó lại màu như này nhỉ? Màu quả cam, đúng quả cam rồi anh. À. Đây, ăn được cả vỏ luôn. Đây. Nãy mình vừa ăn rồi, bây giờ đến được anh Ngọc ăn rồi. Mời mọi người nhá. Ngọt ngọt đấy anh. Ngọt. Ngọt lịt luôn. Ngọt đắng ngọt ngọt ngọt. Ngọt lịt tim luôn. Đây. Ngon mà. Cú điên làm miếng. Thích ăn chua chứ chị không thích ăn ngọt. Đây, nói chung là anh em công nhận là ăn chua giỏi thật. Không phải giấu bạn đâu, đây là quả chanh rừng của bố Bơ vừa sáng anh lên rừng hái về đấy. Trưa nay mẹ là có ra đi cùng mình không nhỉ? Mẹ em không anh ạ. Mẹ về với Ái Mí à? Sáng nay chia sẻ rồi Ái Mí thì đang nằm trong phòng một mình. Sáng nay anh em xuống thì còn sợ ngại quá ạ. Thì em sợ xấu em không muốn lên dám lên hình. Bây giờ đợi hôm nào em sinh rồi bắt đầu em lên hình chào khán giả được. Thế là cũng có cái buồn của anh em mình hôm nay Ái đi có chuyến đi nhưng mà Ái Mí không đi cùng. Hôm nào bù Ái Mí một chuyến đi sau vậy. Bạn nhá. Bây giờ anh em mình chuẩn bị chiến đấu rồi. Chưa
trước là tôi thấy là có rất là nhiều khán giả bảo là sao mà hai đứa là không đập hộp đi. Thì hôm nay là Pơ là đã nhận được quà rồi nha cả nhà ơi. Này. Đây là quà của anh Hải mua tặng cho Ái Mí và Pơ từ lúc mà mình đi ra suối xong là rơi mất cái mic ấy. Thì anh đã mua tặng cho Pơ và Ái Mí một hộp quà đây nha. Một cái máy quay mini rất là xinh. Mình nghe bảo ở đây là cái máy này là mới nhất đấy. Không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà mới nhất là biết là như nào rồi nhỉ. Mình thật sự rất là cảm ơn anh Hải, chị Tuyên, mọi người đã dành tình cảm và yêu thương tới Ái Mí và Pơ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Giờ thì chắc là phải đập hồ cho cả nhà xem nhỉ. Đâu, đây. Đợi anh đập với mà. Dạ dạ. Đá đây. Nè hỏng hết của em bây giờ. Em khui đi. Ten là vẫn nguyên nha cả nhà ơi. Nè, giờ mình sẽ bóc ten nha. Cái này là hồi quá cả nhà. Wow. Cái này là gì ta? Túi cặp theo tiếng nhà. Wow. Trong này là sẽ có một cái túi đen nhỉ. Cái này là cái gì ta? Để ăn được đấy. Cái này thì chắc là để hút ẩm thôi. Oh. Cái này có phải máy điện thoại không ta? Bỏ ra đây này. Còn ở trong này là có giấy hướng dẫn sử dụng nha. Đây là gậy anh. Anh mở ra đây. Nhưng mà phải cái này cái tiếng xa. Tạc à. Đây là DJI. DJI này. Osmo Pocket 3. Cái này là cái vỏ thôi. À cái vỏ đây. Hả? Ồ nhưng mà cái này nhìn cái túi này đã xịn sò rồi nhỉ. Nhìn đen đen này. Đây à. Đen. Wow. Cái này là cục pin. À, cái đây này. Ô, đây là cái máy quay mini thôi cả nhà ơi, đây này. Nhưng mà chưa biết cách sử dụng. Anh biết anh chỉ em đấy. Cũng biết anh là đầu tiên thấy cái này mà. Nó nguồn lên chứng dữ này. Ấy quay này, ấy. Oh, wow. Yeah. Đẹp vậy nhỉ? Oh my god. Wow. Này, cái này là cái chân của nó đúng không anh? Đấy, quay đấy. Quay cái được mà thành to như thế này không? Được, như bố ạ. Được. Đây cả nhà ơi, mọi người nhìn xem này. Nét chưa? Wow. Nhưng mà cái này là lắp vào đâu anh? Đây, bỏ đây này. Thì ra như thế. Cái này được vòng đấy đúng không? Cái này đâu, cái này mà sau khi không sử dụng nữa thì cho vào đây. Ừ. Rõ nha, này. Wow, nét đấy nhờ. Rõ nha. Wow. Mà nó không có rung luôn nhờ. Nó không rung luôn. Không rung ý à? Nhìn ai cũng đẹp luôn ấy. Ừ. Em xem nào. Giờ là mình cái này lắp vào đâu anh? Này. Đây. Này. Đấy, bố còn biết hơn nhá. Nhưng mà mọi thứ ở trong nhà bố em là tự làm hết chị ạ. Bố em giỏi lắm. Wow. Ê, cho cả nhà xem ở chỗ này này. Nét chưa? Cái này nó không biết quay lên quay xuống ạ. Rồi. Wow. Cái này cái đầu của nó giống như cái kiểu flycam 30 chống rung ấy. Hình như là em thấy là cái này là còn quay ngang được mà anh màn hình á. Vì là em thấy cái vỏ hộp của nó là cũng đây quay là, ngang mà. Đây là có cả mic kèm này. À. Đây dê, giờ đã có mic rồi cả nhà ơi. Wow, nhìn đẹp quá. Hai mic luôn. Đây có cái lông mềm nhờ. Đây là pin thôi mà. Không biết thêm ơi, cái này cái gì ấy. Pin. À cái này là, chắc là pin anh ạ. Pin dự phòng. Cho vào đây. À hết rồi, còn đây có dây sạc nữa. Nhưng mà bơ kiểm tra xem cái màn hình kia như quay được đây em. Có, cái màn hình có quay ngang được mà. Em thử xoay thử nào. Đấy, đấy cái này thành 16:9 qua YouTube anh này. À, đưa anh gửi em nhiều chức năng nhờ. À, xem caramel soi có rõ không nào? Bắt được nét chưa? Bắt nét chưa? Nét nhờ. Rất nét luôn. Quay rồi.
Đó. Đấy. 4K 60 frame luôn. Dây sạc nha, dây sạc chưa bóc tem luôn. Thôi anh chị em mình lại chúc mừng anh ý với bơ à. Chúc cho món quà mới của em là xe ra được nhiều thước phim hay nhá. Dạ, em cảm ơn anh nhá. Đấy. Em cảm ơn anh chị Sapa TV này, anh chị Phạm Dũng, thì mọi người đã quan tâm anh Mỹ Pơ, đã gửi những món quà vô cùng là quý giá đối với Pơ. Pơ tuy là mình không có gì nhưng mà mình cũng chỉ gửi những lời chúc tới anh chị, chúc anh chị là thành công hơn nữa và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đi rồi anh em mình dỗ cái nhỉ. Osmo Pocket 3. Con này mới nhất nhá. Đây của em. Osmo đây. Dạ. Mẹ của bố đây bố ơi. Dạ mời mọi người. Làm tí nữa đây. Em mời anh chị nhá. Chúc mừng em Pơ nhá. Rồi rồi. Em cảm ơn anh chị. Sau một chuỗi những cái hành trình mà anh em mình đi với nhau thì hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng gọi là tem các anh chị là ở lại Lai Châu. Ngày mai thì sẽ di chuyển đi sang Sơn La cũng như là đi xuống dưới Hà Nội. Còn mình cũng như là Ái Mí thì Bơ và Ái Mí thì khả năng là sẽ bay vào trong Sài Gòn tham gia đám hỏi của Dũng Diễm. Còn mình thì phải ở nhà để phục vụ cho tour du lịch tại Tam Đường. Thì cũng đến đây thì cũng là hết hành trình của anh em mình tại Lai Châu. Thì nếu như bạn thấy clip này hay thì bạn nhớ like và share và ủng hộ cho già làng Tây Nguyên cũng như là thị hay đi biết trên bản sắc dân tộc và cao nguyên đá cũng như là vẻ đẹp du lịch Lai Châu. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Nếu bạn thấy clip này hay thì bạn nhớ like và share cũng như là ủng hộ anh em mình. Còn bây giờ thì bye bye.